Một buổi tối khi đang chạy xe thì người đàn ông này bắt gặp một chú hươu con trên đường. Nó đứng chắn phía trước đầu xe không cho xe đi qua. Khi xuống kiểm tra, anh phát hiện chú hươu con này vẫn còn rất nhỏ, có vẻ như nó đã bị lạc mất mẹ của mình. Thấy hoàn cảnh đáng thương, anh quyết định đưa về nhà mình để chăm sóc và nuôi dưỡng. Có lẽ vì đói quá nên khi được người đàn ông cho bú sữa, chú hươu con đã chén một cách ngon lành. Chú hươu con rất nhanh đã hòa nhập với môi trường mới, không có chút nào sợ hãi các bạn ạ. Tại đây nó được đối xử rất tốt, người chủ coi nó như một con thú cưng trong nhà. Hàng ngày chú hươu đuôi đùa cùng với chú chó và em nhỏ trong nhà. Buổi sáng, người chủ cho chú hươu con ra tắm nắng và chải lông cho nó. Sau đó chú hươu được dùng bữa sáng với hoa quả tươi ngon. Có lẽ chú không ngờ rằng mình lại may mắn và hạnh phúc khi được ở trong ngôi nhà mới này. Kể từ hôm đó, chú hươu đã trở thành thành viên không thể thiếu trong gia đình. Mọi hoạt động ăn uống đi lại rất tự nhiên. Nó có thể tìm thấy đồ ăn bất cứ khi nào khi thấy đói bụng. Đúng là một chú hươu may mắn phải không các bạn?